Say Goodbye dự kiến sẽ nằm trong EP, hay còn gọi là đĩa mở rộng, đầu tay của nam ca sĩ, cùng với 10 trên 10 là ca khúc được ra mắt trước đó. 10 trên 10 và Say Goodbye nó nằm trong một cái dự án lớn của mình từ đầu năm 2023. Nó nằm trong EP đầu tay của mình, nhưng mà sau quá trình cân nhắc, mình vẫn cần phải nhiều thứ hơn để handle được một cái EP. Sau dự án 10 trên 10 mà ekip nam ca sĩ Phạm Việt Thắng đầu tư khá lớn với nhiều hình ảnh, cảnh trí ẩn dụ, vừa ra mắt công chúng 2 tháng trước, Á quân Việt Nam Idol 2016 Phạm Việt Thắng tiếp tục trở lại đường đua âm nhạc với hình tượng mạnh mẽ, nam tính thông qua ca khúc Say Goodbye. Khi được nhận xét về ca khúc 10 trên 10, chưa thực sự đưa tên tuổi Phạm Việt Thắng đến gần hơn với khán giả, nam ca sĩ thẳng thắn nhìn nhận và cho biết anh và ekip đã lường trước được điều này. Trước khi mình build up 10 trên 10 thì mình và tất cả anh em trong ekip cũng đã đều biết là ca khúc 10 trên 10 nó là một cái phân khúc khá là rõ ràng, là thiên về dòng hip hop. Nó không phải là một cái dòng nhạc mà đại chúng. Nên đối với mình thì 10 trên 10 nó không phải là không thành công, mà nó thành công ở trong cái suy nghĩ của mình trước đó, là mình đã suy nghĩ được đến cái điều đó rồi. Ý là mình không có cảm thấy hụt hẫng hay là buồn vì cái điều đó ấy. Mình biết là khi mình ra bài đó rồi thì sẽ chỉ ở một cái phân khúc khán giả đó, mình đánh vào cái khán giả đó thôi ấy. Nam ca sĩ cùng công ty quản lý với rapper B-Ray, Quân AB và Marshall khẳng định ở sản phẩm lần này, Phạm Việt Thắng kỹ lưỡng chọn dòng nhạc hợp khán giả đại chúng hơn và chăm chút cho kỹ năng diễn xuất, mang đến những thước phim chân thật nhất gửi đến khán giả. Với ca khúc hiện tại là ca khúc Say Goodbye thì mình đang theo đuổi dòng nhạc City Pop. Mình cũng đã thay đổi bản thân rất nhiều. Mình không nói là về ngoại hình thì có thể là tóc tai thì có thể là một chút thôi, nhưng về cách diễn xuất của mình thì mình chắc chắn là khán giả sẽ có một cái nhìn nhận khác về mình trong quá trình diễn xuất. Say Goodbye có sự hợp tác với ca sĩ producer nổi tiếng Trí. MV phản ánh sự tiêu cực trong một mối quan hệ yêu đương và gửi thông điệp hãy mạnh mẽ tạm biệt một mối quan hệ không đúng. Đó là chìa khóa giúp bản thân mỗi người tìm lại giá trị cho chính mình. Cho phép Việt Thắng được gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các độc giả của Sài Gòn Giải Phóng Online. Và vào ngày 4 tháng 12, ca khúc Say Goodbye của mình sẽ được phát hành trên các nền tảng mạng xã hội cũng như là các kênh nhạc số. Mong là mọi người hãy đón nhận nó và ủng hộ thật nhiều cho bạn Việt Thắng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.